chỗ người ta làm tàu đó, người ta sản xuất tàu đó mọi người. Wow, này nó đưa quá trời cái trailer ra nè. Đó, chỗ làm tàu rồi. Cái tên nó gọi là Tom and Jerry. Tao vô coi không? Nó đang làm việc anh ơi. Có mở cửa không? Có kìa. Hả? Tom and Jerry. Chỗ này cái chỗ tên của nó gọi Tom and Jerry. Đó, cái tên của nó đó. Đó, mọi người thấy tàu mới không? Quá trời tàu mới luôn nè. Nguyên một dãy nè, họ bán tàu ở đây mọi người. Wow, tàu này lớn đi đã luôn đó nha. Ra ngoài khơi là đã luôn đó. Chỗ này là Parts and Service này. Đó, trong kia người ta đầy tàu quá trời luôn. Mấy cái tàu đá không nè. Ui chui cha ơi. Có tiền mua chiếc này là nhiêu vậy anh? 242 ngàn. 242 dữ vậy? Ừ. Wow. Wow, 242 ngàn. Ui, tàu lớn. Ba cái bánh xe của cái trailer để kéo cái tàu này nha mọi người. Ồ, mình đi lên mình coi. Quay cho mọi người xem đi nè. Nó cho vô không? Oh wow, tàu lớn dễ sợ. Wow, bánh lái của nó đá vậy. Ủa, bánh lái đứng đó sao ta thấy đường lái ta? Anh thấy chưa? Thấy không? Wow, trong này có hai bánh máy, một cái ngoài một cái trong. Này hai máy đây em. Hai máy hả? Wow, bên trong đó nè, có bàn ngồi. Có tủ sinh. Chỗ rửa chén có bếp. Cái này. Này là ra ngoài khơi á. Trời mưa thì gió. Dạ, có hai buồng lái ngoài, buồng lái trong kìa. Ừ, hai cái. Nó có cái chắn mưa nắng đứng ngoài đây lái là khỏi sợ gì luôn. Đâu coi giá coi. Ôi chui cha ơi. Này như ba 242, self price là 223. Ê 30 feet á. Đó. Đó cái chỗ này chỗ bánh tàu này, ai có tiền tới đây mua nha. Cái này nữa nè. Ôi trời. Trắng đẹp. Cái đó nhiêu? Cái đó 100 trăm mấy, nhìn không thấy rõ luôn nha. Cái đó 130. Tàu này họ nói là họ đã bán rồi mọi người ơi. Đó, tàu này họ bán rồi nè. Đó, cái cầu này. Cầu đôi á. Tàu mình câu lên xong mình đậu đây. Mình vô đây mình coi. Coi tàu này người ta bán như thế nào. Một cái tàu này là 130 nè. Cái tàu mình mới đi lên là 250 hả? Gần 250. Đó, nguyên một dãy nè. Quá trời tàu luôn á. Coi cái này màu xanh này bao nhiêu đây. Ô cái này 30 ngàn. Wow, cái tàu này 30 ngàn nha. Còn cái tàu này cũ rồi. Tàu này thì cũ rồi. Bị chạy chuột tùm lum rồi. Này giống như của người ta trade vô ra mua mới. Giờ cái này là không, nó cũ rồi. Anh ơi, cái này 30 ngàn nè, mua không? 30. 30 ngàn á. Thì tàu cũ mà, tàu mới đâu có giá này anh. Tàu mới là không có giá 30 đâu. Wow, đẹp lắm nha. Anh mở ra cho em coi. Cho em đi vô em coi. Ôi trời ơi, đẹp quá chừng luôn. Ý chà. Wow, 30. Mua không? Ui chui cha. Cái này 30. Đó, 30 tha hồ. Nó khóa rồi anh. Đó, cái này làm thành cái giường ngủ luôn nè. Giường ngủ, cái ghế ngồi làm thành giường ngủ luôn. Đó. Ôi trời ơi, có tiền mua chiếc này đi. Ở dưới này có storage dưới này nè. Đó, có cái storage ở dưới. Đó, xoay lại không được cơ.
dưới ghế ngồi. Được. Đây cũng có cái storage dưới ghế nữa nè. Dưới đó cũng như có cái storage nữa hả? Ừ. Đây nữa nè. Đây, storage luôn nè. Này đứng thoải mái. Ui. Không cần không không. Cái này thì đứng thoải mái rồi. Sao vậy? 30.000. Có cái màn này nữa che lại thì khỏi phải gió. Này mình leo xuống chân ngắn, leo lên leo xuống hơi khó nha. À, phải bước vô cái thành đó mình mới leo lên được á. Đó, trong đó nữa, tàu trong đó nữa đó mọi người. Không có tiền vô đây chi anh. Wow, cái này bự nha. Trời, ông chồng đứng rồi. Ôi trời ơi. Đó, cái tên của tàu đó. Wow. Cái này bự quá trời bự luôn. Oh wow. Kiếm chiếc coi. Kiếm chiếc đi đi Alaska. Ồ. Bán nhà. Nhiêu? Ủa sao có 150? Sao rẻ vậy? Tàu cũ hay mới? Tàu mới. Ồ, tàu mới chưa có máy anh. Ừ, có 150 hả? Tàu mới nhưng mà chưa có máy. Giờ mua máy bỏ vô nữa. Kia 200 mà, 200 mấy cũng đâu có máy đâu. Cái đó chưa có máy luôn hả? Ừ. Đồ, cái giá có máy luôn á. Cái này. Wow. Rồi leo lên coi coi nào. Ui trời ơi. Cao ghê luôn. Ui chú cha. Ui wow, đẹp quá vậy. Ôi chà, cái này mơ ước của mình chừng nào mới có chiếc tàu này ta. Đúng, vượt biên trong này hơn được. Vượt biên. Ôi wow. Này nằm mà ngủ ghê luôn nè. Trời, này chắc bán nhà quá. Mua chiếc này ra biển ở luôn. Này gì đây? Soft storage, quá trời luôn. Ngồi đây lái nè. Ui chưa trẻ ơi. Wow. Lớn quá trời lớn luôn. Cái ghế này, ghế này lăn lên lăn xuống được luôn nha. Có bathroom đó hả? Yeah, restroom. This is for you. Ồ, có bồn cầu nữa nè. Ui chưa trẻ. Bồn cầu có cửa sổ ngó ra nè. Đó, cửa sổ ngó ra. Đấy này, cửa sổ ngó vô. Có cái màn. Ngồi đây làm thứ tình hả? Ủa, nó thông xuống dưới hả? Dạ. Nó thông xuống dưới rồi mình xả ở đâu? Thì nó có đồ hút chứ, ở chỗ hút chứ. À, có số hút hả? Chứ không phải tải xuống biển nè. Nữa. Tầm bậy. Ở Mỹ này không có thả tầm bậy nha mọi người. Đây là có chỗ thả đàng hoàng á. Thả bom tầm bậy là tiêu á. Chết á. Ủa chỗ này có storage lớn luôn nè anh. Anh mở được không? Không được. Hả? Được nhưng mà mở chứ. Mở lên coi, how big? Storage thôi, nó dài hơn đó luôn. Nó dài hơn đó à? Ừ, đó. Wow. Giờ mở rồi. À, lấy cái đó rồi mới đóng lại được ha. Wow. Storage không rồi. Chiếc màu đỏ này nữa nè. Nhìn ngầu quá ha. To quá à. Đó, cho mọi người xem tàu ở bên Mỹ này nó bự như thế nào. Nó lớn như thế nào. Đẹp quá trời luôn. Đương nhiên rồi. Phải có chiếc xe truck lớn này mới kéo được. Có tiền mua tàu không có tiền mua xe truck kéo à. Wow. Bây giờ mình 136 á. Nó để list price là 145 anh, còn giá sale là 136. Khi mà giá bán á là 136. À, hơn nhau tới 10.000 lận. Đến nhà mua tàu mà vô đi ngủ luôn. Bán nhà, à, đến nhà không có đất đậu tàu, phải đi mướn đất. Cũng vậy thôi à. Ra biển cũng phải mướn chỗ đậu anh. Wow. Cái đó là cái gì? Cái này là mình như nặng trên đầu á, là mình úp đầy xuống. À, đầy xuống hả? Gọi là trim á, hiểu không? Trim á. À, cho nên nó thằng nặng á hả?
nặng đỡ dịu chạy một tàu nó ngỏng lên đó thì mình hạ xuống, hạ cái đó xuống để nó thăng bằng cái tàu. Thôi mình cho mọi người xem tàu tới đây thôi nha. Mấy tàu nhỏ kia chê. Ông chủ kêu mấy tàu nhỏ chê kìa. Giờ mơ ước tàu lớn mà không có tiền ra. Anh mơ ước. Anh mơ ước nguyên nguyên cuộc đời của anh đi anh ơi. Chừng nào anh mua vé số may ra chúng anh mới được. Ôi cha. Cái này vô mình mơ ước thôi nha mọi người. Ông dưới Oregon lên đây mua bốt nhỏ hả? À mua cái mấy cái bốt nhỏ nhỏ này hả? Wow. Ôi chà. Đi. Thôi, mơ ước chỉ là ước mơ. Thôi mình đi về. Gặp mọi người sau nha. Rồi mai mốt hẹn năm tới mình trở lại chỗ này nữa. Mùa này năm nay hết mùa câu rồi mọi người. Năm nay bây giờ là không trở lại đây nữa. Mùa cua over rồi. Nè, người ta đóng cửa là người ta không cho câu nữa. Đó, mình cho mọi người thấy cái bến tàu ở chỗ này mình hay đi câu là vậy đó. Đó, chỗ làm tàu á toàn là tàu mới không đó mọi người. Rồi, thôi bây giờ mình đi về. Hẹn gặp mọi người video kế tới. Nếu mọi người thích video của mình thì hãy bấm like, subscribe và chia sẻ. Ok thôi, xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Rồi, xin chào, bye bye.